chỉ cần cắt tỉa thôi, có gì đâu. Nè. Ừ. Cắt xương xương gọn gàng nó lại đi. Bông này bông lại bỏ nè, thấy không? Cắt bỏ luôn, bông cắt bỏ luôn. Ba nhánh đực nè. Cắt xương xương nó một cái là được rồi. Vậy gì không biết đường cắt, hiểu không? Tôi đợi ông vô ông ơi. Ông chỉ tôi cắt. Đó. Thấy gọn này liền ha. Thấy gọn chống chảy liền nè. Mít nè. Ôi để thùm lùm cây. Cây nè. Dám đụng vô mà bởi vậy. Ôi ơi. Dám đụng vô mà. Xanh lè luôn. Này. Này mình tính ra là hữu cơ là anh gãi được bao nhiêu cử ta? Hồi trồng tới giờ là hữu cơ không đó. Hữu cơ không đó hả? Ờ, là có cái đợt mà kêu tôi cộng 20 15 đó là có đợt một đó. Ừ. Còn nhiêu là xài đó giờ là hữu cơ hồi nhỏ tới lớn đó. Mà anh thấy xài hữu cơ cây ok không? Ok. Cây phát hơn nha. Bây giờ đã lá đủ khoảng khoảng. Cây nó phát. Nè ba nhánh này nhánh đực luôn nè. Cắt bỏ luôn đó. Chủ yếu là giờ chừa lại nhánh cái thôi. Mình cho cái cây mình nó tập trung vào nuôi nhánh cái thôi. Ừ. Chẳng hạn là nhánh cái nhánh này nhánh cái nè, mình chỉ rửa xương xương thôi. Đàn ông thôi nè. Đó. Rửa xương xương cho nó ba cái chèo này, ba chèo hút dinh dưỡng thôi, nó đâu có tác dụng gì đâu. Gọi điện năm đó chưa cắt đọt đó, cắt đọt rồi bắt đầu là tôi vô phân. Bữa nay nữa là nay nó gùng xuống lại đó, gùng rồi đó. Ừ, đợt sau lên sình xong phải không? Ừ. Cây nó tốt phật lên cái nữa không? Ừ. Thiến đọt nữa. Thiến nữa hả? Thiến nữa cái đó, thiến rồi nó cũng lên chùm lùm nữa đó. Thiến nữa, thiến nặng cho tập trung. Bây giờ đôn mà mình bây giờ tập trung vào nuôi nhánh cái thôi. Ừ. Chứ không có nuôi cái đọt đâu. Cái đọt càng lên cao là quay ngang cái cây của mình đó, ốm yếu, ốm gió nữa phải không? Ngã nữa. Bây giờ chủ yếu là nhánh cái này càng mập nè. Ừ. Thì sau này mình mang trái nè. Như cây này là nhánh cái là hết sảy rồi nè. Hết sảy ha. Đó. Như vậy nha. Đó, ngon lành rồi nè. Chứ bây giờ mình đưa qua mà đưa cái dàn đọt đi hoài nha. Ừ. Là quay ngang cái cây của mình đó. Nó ốm nhách à. Nó giọt không đi hoài lên. Đi lên trên trời vậy mà. Đi lên trên không rồi sao nó nuôi được. Lên trên trời. Ừ. Nè. Ừ. Tỉa vậy nè, xương xương nè, nữa. Ừ. Cây này đúng ra là tề đọt nữa nè. Tài nữa hả? Tài nữa đó, cắt nữa đó, tại vì nó phướng lên kìa, nó phướng cao lên kìa. Ừ, nó cao, bên bển nó cao vậy nữa đó. Ừ. Bên bển nó cao cao vậy không nè. Này coi tài đọt nó được coi vô cử sình xong đi, khoảng 7 ngày sau. Coi tiến hành bắt đầu coi cái đọt á. Cao quá là cái nào, thằng nào cao vậy là quất ngang thôi. Ừ. Hết trơn luôn hay sao? Quất nữa. Tài nữa. Không nó ra bao cũng chia là cắt hết hay là cắt hết luôn. Như ba cái như cắt hết luôn. Như ba thằng này nè. Ừ. Là cắt ba thằng hết trơn. Chắc đọt hết ba thằng luôn. Ba thằng hết ha. Cắt hết luôn. Đừng cho nó gùng lại mà. Nó không có bị đổ ngã nữa. Để cao quá, cao gió lên cái. Ừ. Này xong cái đợt đu đủ này là bắt đầu là hạ. Hạ, không có chừa lại nữa. Bây giờ là bắt đầu tập trung vô cái mít nè, bắt đầu nuôi cái mít. Cho lấy trái cái để mà cây đu đủ này hoài với cái đọt nè. Ừ. Đó, nè. Nó vượt lên vậy đó. Nó vượt không? Ừ. Nó vượt theo đu đủ đó. Tại nó che cái ánh nắng rồi, nó ánh nắng nè, nó che. Ừ. Nè. Cứ việc nó vượt lên hoài chứ. Ừ. Tỉa xương cho nó bạc cái nhánh chèo á. Cái nhánh chèo phải tỉa bỏ. Ừ. Tỉa gì tôi biết rồi đó. Ông biết được, đợi vô đặng cho ông cắt ra tôi thấy tôi biết được không ơi, chứ tôi để yên nguyên đó đó. Đó. Ừ. Nhánh chèo rồi tỉa nè. Xong nè, còn thằng này nè. Thằng này nè. Giết luôn hả? Dạ. Ngang luôn. Dạ. Đó, thấy không? Cắt luôn. Cái đọt nó cũng nên thăng lên hình gì đâu. Đi lên trời không như của người ta ngoài nắng á. Ừ, nó chịu đó ha. Là cái lóng của người ta á,
nó khúc 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 vậy nè, cây nó tốt lận lóng nó khúc khúc vậy nè. Còn ông này nó giao lóng gì nè. Ừ phẹt ô. Ủa nãy xanh ông thằng ô xanh. Không tính ra. Vô vườn về đồng không chơi phải không? Ừ, tính ra ngày hôm nay là cái vườn này ngày hôm nay là nhìn bị đã nè. Ừ. Chứ hồi trước hồi năm 2020 là vô chưa đã nha. Chưa. Chưa im nha. Chưa đợt đợt, đợt vô là thấy không phải phải không? Ờ. À, chưa đã. Chưa đã. Đợt này là thấy đã nè. Quá trời nó ra bông mà cháy à. Cháy bông dữ lắm. Cháy bông dữ lắm. Đó, cắt cho nó gọn gọn lại. Này mà yêu cầu hạ đu đủ xuống cái là quay ngang cây mít mình thấy là nó sẽ lớn à. Tại do cái lá đu đủ nó che cái nắng quá. Hiện tại thì nhánh cái là ok nè, tại vì do mình có cắt đọt á. Cắt đọt là cái nhánh cái mình nó đôn lại nó bự à. Ừ. Mít này thấy đạt như như hơn con vũ vậy. Ngon im mà. Cây này thì ok. Ok hơn con vũ ha. Cây này nó cây tại vì do cái mình trồng cái cây con. Cây nhỏ nữa. Cây nhỏ cây con. Mà nhưng mà cây vũ hiện tại ngày hôm nay thì quá ok rồi. Nó bán rồi. Nó có bán mít rồi, nãy có ghé không? Chưa, ghé anh cái trước một cái rồi cắt tỉa anh dọn xương xương nó một cái đi. Ở đầu em biết giọt qua ổng. Có bán là bán ngày hôm qua đâu mấy xe rồi đó. Bây giờ nè. Đó. Thôi thằng đó nó cao bển là nó dở dở gì dở gì không đó kìa đó. Ừ. Đó không? Đều cho vậy đó bên đó đó. Cao gì không đó. Bằng cây đu đủ luôn rồi. Ừ. Này là tổng mà được chắc đựng nhiêu tháng anh? Trồng hồi tháng 4 đó. Tháng 4 bữa nay là ngày tháng 2 chưa được tháng 2 mình. Được tháng giêng rồi mới tháng giêng à. Tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Cũng 10 tháng rồi. 8 tháng rồi hả? Ừ. 8 tháng rồi. 8 tháng. 8 tháng gì đạt không? Được, 8 tháng gì là ok rồi. Cây này tới tầm khoảng chắc tháng 9 năm nay à. Tháng 9. Tháng 9 à. 9 mình để trái. Ừ, tháng 9 là cây này bắt đầu tiến hành xúc tiến mình để trái rồi đó. Đủ lực rồi. Ừ. Đó. Chính mình để ha. À, cắt tỉa xong rồi quay ngang nó gọn gàng nè. Ừ, cho nên nó không có ấy nữa. Tại vì để nó chồi quá trời nó ra chồi. Ừ. Nó lo phải nuôi chồi nuôi đồ tùm lum cho nó đâu có cung vô cái nhánh cái rồi của mình. Thường thường là bao nhiêu ngày á là anh xịt lên lá một lần? 10 ngày. 10 ngày là anh xịt thuốc dưỡng sâu này nọ một lần. Rồi. Như là bung đọt mít, bung đọt với bao nhiêu kẽm gì đó, bo canxi bao nhiêu kẽm nha. Ừ, với thằng 3.6 thuốc sâu. Ừ. Đó, là có nhiêu đó là cứ 10 ngày mình làm lần. 10 ngày quất cái gì hả? Bởi nhìn ra cái lá mình nè. Ừ. Rồi phân là bao nhiêu ngày? Phân là hồi lúc trước là 1 tháng mà giờ tôi để 1 tháng rưỡi. Ừ. Giờ đi 1 tháng rưỡi mới đại ra đó. Tháng rưỡi nha. Ừ. Cũng được, nói chung là 1 tháng rưỡi mình đi vẫn được bình thường không sao hết. Ừ, tại vì mình thấy cây này cũng còn xung nè, để 1 tháng rưỡi chứ lúc trước đi 1 tháng. Nè. Giờ coi qua 1 tháng rưỡi. Tỉa nó gọn gàng, cây lại chống chảy liền. Ừ. Chứ không tại do cái là một số cây nó bị phức cái đu đủ mình có nhìn ra nó phát triển không đều. Không đều. Chứ thật chắc mà nếu mà cái vườn này mà hồi xưa mà em nói có em lại không cho anh trồng đu đủ rồi. Khỏi dòng đu đủ thì cây ngày hôm nay 8 tháng nếu mà đi theo đúng quy trình kiểu này là dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi. Ôi ra bông ra trái từ lưa chứ dữ lắm ra vậy đó. Ừ. Ừ. Bông trái dữ lắm. Nãy giờ cắt nãy giờ là biết không? Biết rồi. Cắt xương xương bỏ nó thôi. Ba cái thằng chèo chèo trái đó là cắt bỏ hết. Cắt bỏ hết, không có chừa. Cắt hết. Ừ, cắt bỏ hết. Là cây nhánh đực là mình cắt bỏ. Đúng rồi. Đó. Hôm tôi còn bắt ông lên trên mạng ông đụng đi ra tới ngoài Long Đầm phải ông nội ơi. Hôm tôi bắt tôi coi nè, coi ông tỉa cành cho cái vườn nào đó. Hả? Không, tỉa rồi cái nó chống chảy liền nè. Cây mít tỉa nó bị lớn. Tại do cây mít mà không tỉa, nó chỉ nuôi ba cái nhánh. Nuôi mấy nhỏ nhỏ. Này nhỏ nhỏ. Ba nhánh đực không. Đâu phát triển đâu. Thôi kệ bà đi. Nắng là nắng mà. Thằng nắng cứ việc đi im đi. Mẹ nó khỏi cần để. Giờ sẽ sao mưa hả tính ha. Ừ.
để cho nó cao cao đi, nếu mà trường hợp cao quá thì nữa mình phát. Phát thì phát. Có phát mấy phát nữa. Ừ, phát xương xương cho nó. Cắt bỏ đi để nó rút cái cây chịu nổi đâu. Rồi bắt đầu mời tôi tiến hành tôi đi làm ở đây nè. Tại vì do cái là cái cây mình nó sung, cái bắt đầu nó đủ tuổi nữa, 8 tháng bắt đầu tiến hành, bắt đầu nó có hiện tượng, bắt đầu nó ra lai gai. Nó ra bông lai gai vậy đó. Mà giai đoạn này mình thì cũng đâu có chữa. Đâu có chữa lặt chứ. Lặt bỏ tới tháng 9 năm nay cây mình đủ lực mình đi để trái. Đó. Cắt tỉa gọn. Cắt tỉa gọn gàng cái. Nó lạnh chưa con này. Ừ, khoẹt chưa. Nè. Ừ. Bởi vậy nó vô nuôi dinh dưỡng ba thằng bông này được không hả? Ba cái nhánh đực là cái nhánh nhỏ nhỏ đó. Biết rồi, nhánh xíu này như đực nè. Ừ. Đực nè. Nó xíu. Giờ biết rồi. Nhưng mà nhánh đực ở trên đó thằng hay cắt. Ừ, rồi mình cắt cái trộm cắt như vậy nè. Ở dưới thôi. Nói chung là cắt ở dưới thôi, tầng dưới thôi. Tận cho cái cây mình nó chừa cái bộ lá lại nó quan hợp nuôi cái cây. Đừng có cắt mị dạng trên. Như cây này hiện tại giờ nhánh cái gì là ok nè. Thu lù nè, thấy không? Nhánh cái nè. Nó sau này ví dụ như mình tới trái là mình chỉ tập trung vào cái nhánh trái nó nhiều hơn. Đủ lực. Đủ lực trái nó ít xe đen hơn. Ừ. Để ngoài nhánh là ít xe đen hơn. Ừ. Ngoài nhánh thì ok hơn á, trái nó bự hơn. Tôi đi cứ mà tôi gặp được rồi tôi lãi bỏ. Chống chảy mát mẻ liền. Cây này lá thì thôi khỏi nói luôn. Khỏi chơi phải không? Khỏi chơi luôn. Đây. Xin mướt. Ừ. Tôi xịt ba cái gậy thằng gậy xanh á, tôi cộng chung vô nữa, ông kêu tôi đó, ông tôi sợ. Thì đợt đó, đó. Thì đợt trước em vô là cái đợt mà gậy, gậy nó đánh là cái lá dũm hết luôn. Nó đỏ lá hoài. Tại vì do cái mình có trồng trong đu đủ nè. Ừ. Thì cố gắng đợt nào xịt thì mình cũng phải cộng thêm thuốc gậy vô. Sâu. Sâu. Ví dụ như sâu á là nó chỉ sâu. Ừ. Còn gậy là cái hoạt chất gậy khác. Thì cũng chung luôn. Ừ. Cộng chung luôn để mình xịt. Chứ đây nhiều khi mình nói là gì sâu mà chị gầy luôn là không có đâu. Ừ. Chai sâu là nó chỉ chị sâu mà thôi. Ừ. Đó. Chống đồ bành trước anh thấy không? Chống chảy cái dàn chân rồi đó thấy không? Đã. Ừ, cắt tỉa cái là chống chảy dàn chân nè. Như trời ơi mấy cây này anh ra rất chiều quá. Trời ơi, tôi nói tôi đợi ông lại, ông tỉa, ông cho tôi coi rồi tôi mới biết đường, ông không hiểu không? 4 năm ngày, 4 giờ chiều, 5 giờ chiều ra cắt tỉa xương xương. Thì gì, bởi vậy, để yên nguyên tôi đợi, tôi không biết. Chứ ấy là tôi làm rồi chứ rồi. Tôi chỉ cắt đọt, ngày một cắt xong rồi. Ừ. Chắc chưa này tôi mới đi cắt nè. Ừ, chắc chưa nắng nắng này nè. Nắng này nè. Cắt cây quay ngang nó mũ nó khô. Ừ. Cây mình nó không bị si. Đúng rồi, tôi không cắt giấc sáng nữa, giấc trưa tôi mới đi cắt. Nắng vậy nè. Tôi đọt rồi. Rồi bỏ ra. Trễ như thế này. Trời ơi, cây này cắt tỉa một cái quay ngang bắt đầu nha. Cắt tỉa xong đi. Rồi bắt đầu tiến hành lên sình. Lên nhẹ nhẹ cho nó. Lên chương chương như đã gọi vậy đó. Ừ. Mà tháng này muốn lên dày cũng được, bình thường không sao chứ. Khoảng 3 ngày, 4 ngày bắt đầu nắng nó nứt gạch trơn. Ừ. Để cỏ yên nguyên lùa lên luôn. Lùa lên luôn. Ừ, đâu có mạnh chứ. Cắt tỉa xong cái cây nè, cái trống nè. Trống rộn đã. Ừ. Bữa nay nhìn cái gốc với cái nhánh cái bự. Ừ. Bự đẹp. Gốc. Vậy là vô không chê là phải rồi đó. Chê. Vô đủ chê vậy là không êm. Chê nữa giờ cái này chặn tại chặn vừa rồi mình cái cây mình á vô ở vô chặn vừa rồi là gầy đánh nè vì tùa lúa hột dưa chứ nó không được xanh không được gì. Ừ. Vừa là ngon lành đó. Ừ, nha. Ok đó. Đi qua đó vô luôn này mà phát cái vàng cọt.
Trời giờ này 12 giờ trưa. Ừ. Cái này luôn ha. Đó, đực mà. Ừ. Nhánh dưới đây bỏ luôn nè. Nào, cái này hả? Nè. Cái này hả? Nhánh này đực nè. Bỏ luôn. Nhánh này bỏ luôn nè. Rồi, xong. Vậy là xong rồi đó. Rồi. Ừ. Ngon lành rồi đó. Không làm rồi, tôi biết rồi ông ơi. Tôi không dám tỉa trơn á. Ôi, ra ông nội ra bắt cái chồi bông. Thấy nóng lên luôn. Ba cái chồi bông đó nhớ là cắt sát vô trong thằng luôn nha. Sát luôn hả? Đúng rồi. Vậy không phải cắt như cái kia hả? Không, cái đừng kia, cắt cái kia thì phải chừa ra, còn cái chồi bông là cắt sát vô luôn, đặng cho nó ủ cái mầm ngay chỗ đó nữa nó ra bông chỗ đó đó. Để chùm bông dưới kìa. Gớt cây mệt. Trên tay anh nhánh đực luôn đó, thấy không? Phải không? Ừ, nhánh đực luôn đó. Thôi được rồi, dưới đây được rồi, ngưng đi. Ở dưới đây chủ yếu cắt ba cái tầng nhện thôi. Rồi, vậy xong phải không? Ừ, còn ở trên cái nhánh đực nhỏ kìa, lãi luôn đi. Ừ, nó đó. Đúng rồi. Luôn không? Thôi khỏi, khỏi được bên đó nó phức tàn đó. Yếu tàn có nghĩa là khi mà mình cắt á, bên đây nó đủ tàn thì mình thằng kia thiếu thì trường kia để cho bộ lá nó quang hợp. Ừ. Còn thằng bên đây dư đúng không thì loại bỏ luôn. Nhưng chẳng hạn cây này mình cắt ra trống trải liền nè mà nó không có bị lép. Ừ. Lép bên nào chân á. Ừ. Là ok, vậy là ngon lành đó. Ừ.